Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ngài Olivier Bech, Bộ trưởng đặc trách ngoại thương, sức thu hút của nước Pháp và người Pháp ở nước ngoài để trao đổi về tình hình hợp tác song phương giữa Việt Nam và Pháp, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong bối cảnh hai nước tiến hành kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023 theo bộ trưởng nguyễn hồng diên hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa là những yếu tố quan trọng giúp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư cùng với xu thế phát triển xanh và chuyển đổi năng lượng các doanh nghiệp pháp có thể hợp tác với các doanh nghiệp việt nam trong các lĩnh vực như phát triển năng lượng tái tạo năng lượng xanh thân thiện với môi trường chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy điện tại việt nam các giải pháp sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng phát triển mới hệ thống lưới điện truyền tải, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống lưới tải hiện có, ứng dụng công nghệ lưới điện thông minh. Về phía Pháp, ngài Olivier Beck đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn và thách thức trước những tác động về xã hội trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Pháp sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các nguồn lực để giúp Việt Nam vượt qua các thách thức trong quá trình thực hiện chuyển dịch năng lượng để Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải dòng về không vào năm 2050.